Về giới hạn chương trình, các em sẽ ôn các kiến thức đã được học từ tuần 1 đến hết tuần 8 học kỳ 1. Tiếp theo, về cấu trúc đề kiểm tra sẽ gồm có hai phần các em. Thứ nhất là văn bản tiếng Việt 6 điểm và phần thứ hai là bài viết tập làm văn 4 điểm. Cụ thể về nội dung ôn tập như sau. Phần văn bản đề sẽ cho ngữ liệu ngoài sách giáo khoa với một số dạng câu hỏi như là các em sẽ phát hiện vấn đề mà người viết đặt ra trong văn bản. Từ đó em thể hiện quan điểm cá nhân của mình về vấn đề đó, mình đồng tình hay không đồng tình và lý giải nguyên nhân tại sao. Tiếp theo là dạng câu hỏi nêu giải pháp của bản thân em về vấn đề được thể hiện trong văn bản đọc hiểu. Và có thể đó là cái dạng câu hỏi mà em rút ra bài học, thông điệp cho bản thân, vân vân. Về phần môn tiếng Việt, các em cần ôn lại nhóm bài các phương châm hội thoại. Nắm vững giùm cô 5 phương châm hội thoại sau đây nhé. Thứ nhất là phương châm về lượng. Khi giao tiếp, mình cần nói cho có nội dung, không nói thừa và cũng không nói thiếu nha các em. Thứ hai là phương châm về chất. Mình đừng nói những điều mình không tin là đúng và không có bằng chứng xác thực. Hãy nói những gì các em biết chính xác, chân thực. Như vậy thì các cuộc trò chuyện giữa mình với bạn mới có thể thành công được. Và thứ ba, các em cần tuân thủ phương châm quan hệ khi trò chuyện với người khác. Đừng nói theo kiểu ông nói gà, bạn nói một đằng, bà nói vịt, mình nói một nẻo không khớp nhau. Như vậy, đó là lạc đề đó các em. Thứ tư, chúng ta không nói theo kiểu lúng búng như ngậm hụt thị, cứ ấp a ấp úng mãi, hoặc là mình nói rườm ra, dây cà ra như muốn. Đặc biệt các em tránh cách nói mơ hồ khiến người khác khó hiểu. Như vậy chúng ta cần tuân thủ phương châm cách thức. Thứ năm, đó là phương châm lịch sự. Mình thể hiện sự tôn trọng người khác, sự tế nhị, và mình nói năng có văn hóa trong giao tiếp. Điều đó sẽ khiến cho các cuộc trò chuyện của mình với mọi người được thành công tốt đẹp ha các em. Tuy nhiên, trong thực tế vận dụng các phương châm hội thoại, các em cần có một vài điều chú ý như sau. Thứ nhất, mình cần chú ý mối quan hệ giữa phương châm hội thoại với các tình huống giao tiếp. Bởi vì nếu như mà mình không chú ý vận dụng các phương châm hội thoại phù hợp với đặc điểm của tình huống giao tiếp sẽ ảnh hưởng đến giá trị giao tiếp. Cần nhớ giùm cô đó là mình nói với ai, mình nói khi nào, mình nói và ở đâu và mình nói để làm gì. Thứ hai, có những trường hợp người nói sẽ không tuân thủ các phương châm hội thoại và việc không tuân thủ như vậy có thể có nhiều nguyên nhân các em. Có thể do người nói họ vụng về, họ thiếu văn hóa giao tiếp, hoặc có thể họ muốn ưu tiên cho một phương châm hội thoại khác hoặc một yêu cầu khác quan trọng hơn. Và thứ ba, họ muốn gây một sự chú ý để người nói hiểu câu nói theo một hàm ý nào đó. Phần thứ hai, các em nhớ ôn lại kiến thức về cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp. Chắc hẳn các em còn nhớ khi trích dẫn lời nói hay ý nghĩ của một người hay một nhân vật có hai cách. Thứ nhất là dẫn trực tiếp, có nghĩa là mình sẽ nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật.
Lúc đó thì lời dẫn trực tiếp sẽ được đặt trong dấu mặt kép các em nhé. Thứ hai là dẫn gián tiếp. Mình thuật lại lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, có thể có sự điều chỉnh cho thích hợp. Ví dụ đó là những từ chỉ thời gian nè, những từ chỉ không gian hoặc là các từ xưng hô sao cho phù hợp. Thứ hai, điều cần nhớ đó là cái phần lời dẫn gián tiếp nhớ là không đặt trong dấu ngoặc kép, và trước lời dẫn các em có thể thêm từ rằng hoặc là từ là. Tiếp theo, các em sẽ ôn luyện nhóm bài sự phát triển của từ vựng, ôn lại các cách phát triển từ vựng đã được học. Đó là biến đổi và phát triển nghĩa của từ. Như các em đã được học, từ kinh tế ngày xưa được hiểu là trị nước cứu đời thì bây giờ người ta không hiểu với nghĩa như vậy nữa. Từ kinh tế hiện nay được hiểu là toàn bộ các hoạt động sản xuất, trao đổi, phân phối, lưu thông của một quốc gia. Như vậy từ kinh tế đã có sự biến đổi về nghĩa các em. Và người ta cũng có thể phát triển nghĩa của từ ngữ dựa trên hai phương thức. Đó là phương thức ẩn dụ và phương thức hoán dụ. Ví dụ như từ chân, nghĩa gốc là chỉ một bộ phận của cơ thể con người. Sau đó người ta đã chuyển nghĩa của từ chân dựa trên phương thức ẩn dụ. Ví dụ chân đồi, chân mây, chân bàn, chân ghế. Hoặc cũng có thể người ta phát triển nghĩa của từ dựa trên phương thức hoán dụ. Các em còn nhớ những dòng thơ sau đây của đại thi hào Nguyễn Du không? Cũng nhà hành viện xưa nay, cũng phường bán thịt, cũng tây buôn người. Từ tây có nghĩa gốc là chỉ một bộ phận của cơ thể con người, thì trong ngữ cảnh này từ tây dùng để chỉ người giỏi về một nghề nào đó. Như vậy người ta có thể phát triển từ vựng theo cái cách đó là biến đổi và phát triển nghĩa của từ, nhưng cũng có thể phát triển từ vựng bằng cách phát triển số lượng từ nữa các em. Người ta sẽ tạo từ ngữ mới. Như các em đã biết đó, sau này trong cuộc sống chúng ta thường nghe những từ ví dụ như thư điện tử, cơm bụi, sách đỏ, phượt, vân vân. Đó là những từ ngữ mới được tạo ra gần đây. Nếu không tạo từ ngữ mới thì người ta có thể vay mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài, và bộ phận từ mượn quan trọng nhất trong tiếng Việt như các em đã được biết đó là những từ mượn gốc Hán. Và chúng ta có thể đọc được trên báo trong những câu chuyện rất nhiều những cái từ vay mượn của ngôn ngữ nước ngoài, ví dụ như soái ca, kiêu binh, hoặc một từ mà các em có thể biết rộng rãi đó là cái từ internet, đó cũng là cái từ vay mượn của ngôn ngữ nước ngoài nữa đó các em. Tiếp theo là thuật ngữ. Thuật ngữ là gì? Đó là những từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ thường được dùng trong các văn bản khoa học, công nghệ. Các em nhớ một vài đặc điểm của thuật ngữ. Đó là trong một lĩnh vực khoa học công nghệ nhất định thì mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị một khái niệm mà thôi. Và ngược lại cũng vậy đó các em. Mỗi khái niệm chỉ được biểu thị bằng một thuật ngữ. Và nhớ rằng là thuật ngữ không có tính biểu cảm. Tai ngân, chén muối, đĩa gừng, gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau. Đây là những câu ca dao xưa, chỉ những cay đắng gian nan đã gắn bó nên tình nghĩa vợ chồng. Hình ảnh muối gừng ở đây diễn tả tình cảm thủy chung son sắt của con người. Và như thế, từ muối có tính biểu cảm. Vậy thì từ muối không phải là thuật ngữ. Các em nhớ hai đặc điểm nha của thuật ngữ nha. Các em thân mến, phần tập làm văn, các em sẽ thực hành viết
Một bài viết tự sự kết hợp với miêu tả và miêu tả nội tâm. Cô giới thiệu với các em dàn bài chung của kiểu bài này, gồm có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Phần mở bài, các em cần nêu được hai ý. Thứ nhất, giới thiệu câu chuyện mà mình sẽ kể. Và thứ hai, em nêu cảm nghĩ chung về câu chuyện sẽ kể. Phần thân bài, các em sẽ kể diễn biến câu chuyện theo trình tự hợp lý và nhớ là trong khi kể, em cần kết hợp các yếu tố miêu tả nội tâm để câu chuyện kể của mình thêm phần sinh động, góp phần khắc họa chân dung tinh thần của nhân vật nha các em. Phần kết bài, các em nhớ viết hai ý. Thứ nhất, các em khẳng định lại cảm nghĩ về câu chuyện vừa kể. Và cuối cùng là bài học bản thân mình rút ra từ câu chuyện kể. Các em tham khảo và ôn luyện một số lời bài tự sự có nội dung gần gũi sau đây nhé. Đề 1, kể lại một kỷ niệm đáng nhớ với người bạn mà em quý mến. Đề 2, kể lại một kỷ niệm sâu sắc với người thân trong gia đình. Đề số 3, nhân ngày 20 tháng 11, kể cho các bạn nghe về một kỷ niệm đáng nhớ giữa mình và thầy cô giáo. Đề cuối cùng, kể lại một câu chuyện sâu sắc ý nghĩa mà em đã trải qua. Các em tìm ý rồi tập viết thành một cái bài tập làm văn hoàn chỉnh. Dò lại xem đã đủ các ý, sau khi mình viết xong mình dò lại xem là mình đã viết đủ các bước theo gợi ý hay chưa, đã có kết hợp các yếu tố miêu tả và miêu tả nội tâm chưa. Thì cô tin rằng không có gì là đáng lo, phải không các em, với một cái bài tập làm văn mà mình đã có một cái sự chuẩn bị chu đáo như vậy. Hai các em, cô cảm ơn tất cả các em đã theo dõi bài học này. Chúc tất cả các em thi tốt nhé. Mến chào tất cả các em.